Hôm nay chủ nhật thứ hai trong tháng 5, cả thế giới cùng tôn vinh những người mẹ. Từ năm 1914, ngày này đã trở thành một ngày lễ chính thức tại Mỹ. Và tại Việt Nam những năm gần đây, ngày của mẹ cũng đã được chào đón và hưởng ứng. Tuy nhiên, liệu chúng ta đã hiểu được đầy đủ ý nghĩa về ngày này hay chỉ hưởng ứng như một trào lưu? Ghi nhận của nhóm phóng viên tối nay 8 giờ. Hôm nay hả? Ngày bình thường như bao ngày? Không. Không. Có nghe nói ngày của mẹ nhưng mà không biết hôm nay là ngày của mẹ. Hình như là ngày của mẹ. Hơi chắc chắc tại vì ở trên ngoài đường phố cũng có nhiều poster. Hôm nay là của mẹ. Dường như tại Việt Nam, ngày của mẹ vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người, ngay cả với các bạn trẻ. Những người cập nhật thông tin rất nhạy bén thì cũng chưa có nhiều bạn trẻ biết và hiểu về ý nghĩa của ngày này. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia trên thế giới, đây là một ngày kỷ niệm rất phổ biến và được quốc tế công nhận. Ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 được chọn là ngày để tôn vinh những người mẹ. Hãy cùng tối nay 8 giờ tìm hiểu về ngày đặc biệt này. Người Hy Lạp có lẽ là những người đầu tiên tri ân mẹ của mình. Theo thông lệ hàng năm, vào lễ hội mùa xuân, người dân Hy Lạp sẽ tổ chức lễ hội cúng tế cho nữ thần Rhea, mẹ của các vị thần Hy Lạp. Trong thời kỳ Trung Cổ ở Anh, những người phục vụ sẽ được nghỉ vào ngày Chủ nhật để trở về với gia đình mình. Họ gọi đó là ngày Chủ nhật của mẹ. Nhưng ngày của mẹ, như chúng ta đang kỷ niệm, lại được tạo ra bởi Anna Marie Zavich. Anna rất ngưỡng mộ mẹ của mình, người đã chăm sóc những người bị thương ở cả hai phía trong thời kỳ nội chiến ở Mỹ. Khi còn nhỏ, Anna nghe mẹ nói rằng bà muốn sẽ có một ngày ghi nhớ công ơn của các bà mẹ. Vì tất cả những điều họ làm, cô không bao giờ quên mong ước đấy của mẹ. Và khi mẹ cô qua đời năm 1905, nỗi mất mát to lớn đó đã trở thành động lực để Anna thực hiện mong ước xưa kia của mẹ cô. Trong những lễ kỷ niệm ngày mất của mẹ cô, thường xuất hiện những bông cẩm chướng trắng, loài hoa yêu thích của mẹ cô. Sau đó, cô đã liên hệ với John Wanamaker, người sau này đã giúp Anna rất nhiều trong việc tạo nên ngày của mẹ, và cùng hy vọng mọi người mẹ trên nước Mỹ đều được tri ân. Vào năm 1910, West Virginia là tiểu bang đầu tiên công nhận ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày của mẹ. 4 năm sau, ngày 8 tháng 5 năm 1914, ngày này được chính thức công nhận khi Tổng thống Woodrow Wilson ký quyết định công nhận ngày của mẹ là ngày lễ quốc gia. Ngày của mẹ được tổ chức tại nhà thờ, sau đó những người con sẽ gửi những lá thư đầy yêu thương cho mẹ mình. Ở nước Mỹ, vào ngày này, những bông hoa cẩm chướng sẽ được tặng cho các bà mẹ như là biểu tượng của lòng biết ơn. Hoa màu đỏ hoặc tím là những người còn sống và màu trắng là cho những người mẹ đã khuất. Cho đến ngày nay, ngày của mẹ là một trong những ngày lễ đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho các cửa hàng hoa và công ty điện thoại. Có lẽ điều này không đúng với mục tiêu ban đầu của Anna, nhưng ít nhất cô cũng có thể thấy an ủi phần nào. Khi vào ngày kỷ niệm của mẹ cô, hàng triệu bà mẹ trên thế giới cũng được chia sẻ niềm vui này. And well-deserved hugs.